cái đồ tham lam. Không phải, cái đó gọi là ích kỷ. Ừ. Tham lam ích kỷ gì cũng vậy à. Tao không cho hai cậu chơi đâu, tao đi về đây. Trung thu năm nay chán quá, chả được đi chơi đâu. Mà tớ cũng chả có đèn lồng mà chơi nữa. Ờ đúng rồi. Mà cậu sưu tập được bao nhiêu thẻ quán quân rồi cậu cải? Nói sưu tập thẻ tớ mới nhớ, tớ đổi được bình nước dưới nhiệt quân này này sao? Ngoài ra tớ còn sưu tập được thêm 30 thẻ đổi quán quân này. Chỉ cần 6 thẻ nữa là tớ đổi được ba lô phạt quang chống quân rồi. Wow, chất thế cậu cải. Tớ mới sưu tầm được có 15 thẻ quà cun thôi. À, sưu hào gà thế. Nhưng mà tớ có thẻ đặc biệt này cậu cải. Một xe đạp thể thao cun nha, chất chưa? Ôi ôi, sưu hào hên thế. À, đợi tớ đổi lấy xe đạp rồi tớ chở cậu đi một vòng khu phố chơi nha. Ờ, à, được luôn. Hả? À, như Linh Nhi đằng kia thì sưu hào. Ờ, à, đúng rồi, em mình lại đó đi. Hả? Wow, công nhận tuyệt vời ghê luôn á. Mình vừa đổi được một cái ba lô chống mù phản quang cun nè. Xong rồi còn thêm hai cái lồng đèn này nữa chứ. Trời ơi, đẹp quá à. Mẹ công nhận sữa cun này ngon thật. Nè 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 nè. Cầm như vậy uống nhiều mới sướng chứ. Ê Linh Nhi, cậu làm gì ở đây vậy? Tao có làm gì đâu, tao chỉ đang ngồi uống sữa thôi mà. Wow, ba lô của cậu đẹp quá. Ờ, còn lồng đèn nữa kia. Cho tao thử kia với. Tất nhiên rồi, cái ba lô chống mù phản quang cun của tớ là nhất. Còn lồng đèn này nữa hả, trong xóm này không ai có đâu. Ủa mà hai bạn không có hai thứ này hả? Chưa, lần đầu tớ thấy đó. Ê, cho mình tớ chơi với. Thôi, tớ không cho hai cậu mượn đâu. Nghĩ sao vậy, lồng đèn này tớ mới vừa có xong, tớ còn chưa chơi nữa nên cho hai cậu. Còn cái ba lô này hả, tớ vừa mới đổi được à. Hai cậu tranh thủ sưu tầm 36 thẻ để đổi đi nha. Đừng có xin dụ Linh Nhi, Linh Nhi không cho chơi chung đâu. Xếp, cái đồ tham lam. Không phải, cái đó gọi là ích kỷ. Ờ, hả? Tham lam ích kỷ gì cũng vậy à. Tớ không cho hai cậu chơi đâu, tớ đi về đây. Linh Nhi đúng là cái đồ keo kiệt. Có hai cái lồng đèn mà không cho tụi mình chơi cùng. Mà không biết Linh Nhi mua đâu ra cái lồng đèn đẹp thế nhở? Thực ra có lồng đèn giống như vậy đấy cậu cải. Ờ, thầy cậu lấy ra đi. Ờ, giờ tớ một tí nha. Lồng đèn đây này cậu cải. Ờ, cậu bảo lấy lồng đèn mà sao lấy thùng sữa cun ra làm gì mà sao? Đây, cậu xem nè. Chương trình khuyến mãi tặng hai lồng đèn cho mỗi thùng sữa cun nè. Wow. Để tớ lấy ra cho cậu xem nha. Ờ. Đây. À, đây là lồng đèn gốc này cậu cải. Ồ, đẹp thế nhở? Cậu uống thử sữa này đi. Ngon lắm rồi nha. Ờ, tớ xin nè. Ồ. Vị chua chua như sữa chua này sao hào? Còn có hương dâu nữa chứ. Ờ đúng rồi, đây là sữa chua uống vị dâu mà cậu cải. Ê, cậu khui lồng đèn ra đi sao hào? Ờ, để tao bóc ra nha. Ở đây có một tờ giấy hướng dẫn nè. Và đây là hai chiếc lồng đèn Mama nè và Papa nha. Ê, sao hào, à? Tôi có ý kiến này nè. Chào. Bây giờ mình ráp lồng đèn này xong mình ra quay Linh Nhi. Quay Linh Nhi à? Ờ. Nhưng mà cái này giống của Linh Nhi thì có gì đâu hay. Ê, hay là bây giờ mình tự chế hai cái lồng đèn rồi mang thêm hai lồng đèn cool này ra quay với Linh Nhi, kiểu gì bạn ấy cũng lé mắt cho xem. Ồ, ý kiến hay đó sao? Vậy cậu làm một cái, tớ làm một cái nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo đèn lồng trung thu bằng vỏ lon rỗng nha. Và để chế được thì mình cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sau đây: băng dính hai mặt, kéo, giấy, bút chì, lon nhôm, một cái bật lửa, dây dù và một cái kim nha. Đầu tiên thì các bạn vẽ những cái nhân vật hoạt hình lên tờ giấy nha. Mình đã vẽ xong Tony Chopper này, đây là nhân vật hoạt hình rất nổi tiếng trong One Piece. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt để mình dán đường mép của nó lại với nhau. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái nắp lon này ra nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cây kim này để đục lỗ theo những cái hình vẽ nha các bạn. Như vậy là mình đã đục lỗ xong rồi. Sau khi đục lỗ xong thì các bạn bóc cái lớp giấy bỏ đi và chúng ta đục thêm hai cái lỗ ở phía trên để chúng ta gắn dây vào nha. Như vậy là mình đã gắn dây xong rồi và đây mình đã làm được ba cái lon như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ liên kết chúng lại với nhau nha. Như vậy là mình đã gắn vào xong rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nến vào để xem là nó sáng như thế nào nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế tạo một chiếc lồng đèn bánh xe nha. Để chế tạo được chiếc lồng đèn này thì mình đặt chuẩn bị nguyên liệu như sau: hai hộp sữa, kem, bút vẽ, kéo, giấy kẽm và một cái búa nha các bạn. Với hai hộp sữa này á thì mình sẽ làm một cái bánh xe và một cái làm phía trên để xoay nhá. Bây giờ mình sẽ đục lỗ cho cái hộp sữa này nha. Bây giờ mình sẽ đục vào chính giữa hộp sữa này nha. Phía bên này mình cũng sẽ đục vào đây nha các bạn. Vào đúng tâm của nó luôn. Ok.
Với hộp sữa này thì mình sẽ đục theo bề ngang nha các bạn. Và cùng ở chính giữa nè. Rồi bây giờ phía dưới này chúng ta cũng sẽ đục một lỗ đây nha. Với cái móc đồ này thì mình sẽ cắt ra nhé, để uốn cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó thẳng nè. Rồi móc đồ này mình sẽ xuyên qua cái ống màu xanh này các bạn. Bây giờ mình sẽ uốn cái nhôm này lên nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xuyên cái hộp sữa này lên phía trên nhé. Phía bên này mình sẽ bẻ cong lên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng băng keo để cố định cái cây và lon này lại với nhau nhé. Ok, như vậy là đèn lồng bánh xe của mình đã hoạt động rồi nha các bạn. Để cho lồng đèn thêm đẹp thì ở đây mình sẽ đục lỗ cho ánh sáng sẽ chiếu ra đây rất đẹp rồi nha. Đây, Sư Hảo ơi, đèn lồng của tớ xong rồi này. Của tớ cũng đã xong rồi đây. Đẹp chưa? Wow. Xoay này, đèn lồng độc đáo nha. Đèn lồng bánh xe cũng cải. Trời ơi, sao mà đẹp bằng của tớ được, cậu xem có những nhân vật nào này. Đơn giản quá. Đơn giản gì? Cậu có biết là tớ phải đâm từng cái lỗ như thế này mất rất là nhiều thời gian không Xu Hào? Cậu nói cũng đúng. Ê, cậu cầm một cái lồng đèn đi, rồi tụi mình đi chơi. Rồi, đi luôn. Đi. Yeah. Lồng đèn quân của mình đẹp quá trời chứ bà. Hèn chi của cải với Xu Hào ganh tị với mình. Ai nói ganh tị? Tụi tớ cũng có lồng đèn này, hai cái luôn rồi nha. Đây nè. Trời ơi, lồng đèn của hai cậu làm đẹp quá. Lồng đèn của tớ vậy được luôn đó nha. Nè, cậu nhìn nè. Đẹp chưa? Nè, Xu Hào với cô Cải, cho Linh Di chơi cùng với nha, nha nha. Cho chơi cùng thì cũng được, nhưng mà lần sau cậu phải bỏ tính ích kỷ cái đấy nha. Đúng rồi đó, bọn mình là bạn phải biết chia sẻ với nhau chứ. Linh Di biết lỗi rồi, Linh Di xin lỗi cô Cải với Xu Hào nhiều nha. Thôi được rồi, ba đứa mình chơi đúng khu đi.